Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Tiền vệ Mon Bassamina thẳng thắn nói rõ trình độ của Quang Hải sau trận thắng Annecy. Trong khuôn khổ vòng 12 League 2, mùa giải 2022-2023, Quang Hải vào sân đá hơn 10 phút cuối trận. Pau FC giành chiến thắng với tỷ số 2-0 ngay trên sân của Annecy. Ở trận này, Nguyễn Quang Hải được vào sân từ phút 82 để thay thế Eddie Sivici. Tuyển thủ Việt Nam dành phần lớn thời gian cho mặt trận phòng ngự do lúc này Pau FC đã dẫn trước 2-0 và không còn có ý định đẩy cao đội hình tấn công. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Didier Charlot đang giúp đội bóng miền Nam nước Pháp ngày càng mạnh lên và chơi hay để có những chiến thắng quan trọng. Dấu ấn của Quang Hải chỉ là 5 lần chạm bóng. Ít phút cuối trận, tiền vệ quê Đông Anh đã bị trọng tài cản trở khi dẫn bóng hướng lên trên. Pha va chạm không đáng có khiến Pau chịu phản công. Thủ thành Alexander Oriro đã chơi quá xuất sắc để giúp đội khách tránh bàn thua. Với 3 điểm trên sân khách giúp Pau vượt qua chính Annecy để vươn lên vị trí thứ 13. Thầy trò huấn luyện viên Didier Charlot đang có phong độ khá tốt khi chỉ thua 1 trong 7 vòng gần nhất. Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Charlot vẫn sử dụng đội hình 3-5-2 với cặp tấn công Monsabania và Pape Inaba. Ba tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ là Belsnat, Henry Stavet và Sivetri. Mặc dù chỉ gặp đội bóng mới thăng hạng, nhưng Pau FC vẫn thi đấu khá thận trọng. Huấn luyện viên Didier Charlot yêu cầu toàn đội lùi sâu, chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Trong những phút đầu, Annecy dồn ép đối thủ nhưng bế tắc toàn tập trước hàng thủ được tổ chức tốt của Pau FC. Tới phút thứ 19, Pau FC đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phản công bên cái phải, Henry Saivet chuyền bóng như đặt cho Mon Bassamina. Tiền đạo này đã dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành Escalet. Không chỉ có cặp tiền đạo, hậu vệ trái của Pau FC, Jean Evan cũng thường xuyên dâng cao. Ở phía trong, Inaba chứng tỏ điểm mạnh về khả năng tì đè. Tuy nhiên, tiền đạo số 29 lại không có sự chuẩn xác ở những khoảnh khắc quyết định. Sau bàn thắng này, dù bị sức ép khá lớn từ đội chủ nhà, nhưng hàng thủ của Pau FC đã chơi chắc chắn, bọc lót tốt để tránh bật tất cả. Lối chơi đề cao sự thận trọng tiếp tục giúp Pau khóa chặt các mũi tấn công của Annecy. Chủ nhà không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý, ngoại trừ tình huống gây tranh cãi khi một cầu thủ áo đỏ bị Xavier Cauci vung tay vào mặt trong vòng cấm ở phút thứ 56. Ở phía trên, Bassamina vẫn đều đặn phá hàng thủ Annecy. Chân sút người Cộng hòa Congo tạo thêm 2 cơ hội nên tiền đạo vào sân thay người Mohamed Iatara lại quá vụng về. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn từ cự ly gần ở phút thứ 64 và 68. Tuy nhiên, điều gì tới cũng phải tới. Phút thứ 79, trọng tài cho Pau FC hưởng phạt đền khi cầu thủ vào sân thay người Myron Jagger bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Edwin Goffey dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Pau FC. Chia sẻ sau trận đấu, khi được hỏi Mon Bassamina ấn tượng điều gì với Quang Hải thời gian gần đây, tiền vệ này chia sẻ, Quang Hải đã nỗ lực và tiến bộ rất nhiều kể từ khi ra mắt. Cậu ấy rất thú vị và có một cái chân trái rất hay. Tính cách và tầm ảnh hưởng của cậu ấy là điều khiến tôi ấn tượng. Cậu ấy thi đấu liên tục và rất nguy hiểm khi ở gần vòng cấm. Khi chúng tôi có bóng, cậu ấy luôn đưa ra những đường chuyền quyết định. Hải có một trận đấu hay ở trận đấu trước, cậu ấy sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi chúc mừng anh ấy về phẩm chất thi đấu cố gắng và cố gắng đến cùng. Với sự cố gắng và bàn thắng quý giá ở trận đấu trước, nhiều khả năng Quang Hải sẽ có được lòng tin của huấn luyện viên Didier Charlot ở những trận đấu tiếp theo của mùa giải League 2 năm nay. Người hâm mộ Việt Nam đang rất mong chờ thấy được tiền vệ xuất sắc nhất của Việt Nam ra chơi ở trận đấu tới. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng của Quang Hải sẽ trở về sân nhà Stade Nelkim để đón Nimes tại vòng 13 giải đấu này lúc 0 giờ 0 phút rạng sáng ngày 23 tháng 10. Pau FC vừa nối dài mạch trận ấn tượng, 5 lần ra sân gần nhất họ thắng tới 3. Nhưng rạng sáng nay trước Annecy có lẽ là trận thắng ấn tượng nhất khi họ có thắng lợi chênh lệch nhất từ đầu giải. Chính các báo Pháp cũng thừa nhận điều này. Tờ Sud-Est nhận xét, Pau đã giành được chiến thắng thứ 3 trong 5 trận gần nhất. Họ đánh bại Annecy 2-0 và vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng nhờ màn trình diễn ấn tượng này. Đây là chiến thắng thứ 2 của Pau trên sân khách ở mùa giải sau thành công của họ ở trận gặp Lava. Đây là một trận đấu mà Pau đã hoạt động hiệu quả, ít nhất là trên mặt trận tấn công. Tờ France Bleu viết về trận đấu, nếu Pau FC đang tìm kiếm trận đấu hiệu quả trong tấn công kể từ đầu mùa giải, thì câu trả lời nằm ở cuộc đấu với Annecy. Trong một thế trận bị lấn lướt, các học trò của Didier Charlot đã tận dụng được khoảng trống để mở tỷ số nhờ không của Mon Bassamina phút thứ 19.
Sau đó, Myron Jagger mang về một quả phạt đền và Ewin Coffey đã thực hiện thành công. Paul có một trong những trận đấu dứt điểm mục tiêu nhiều nhất từ đầu mùa. Trong khi đó, Annecy quá thiếu chính xác trong 20m cuối cùng, vậy nên họ đã không thể có hy vọng bắt được Paul. Như phong độ ấn tượng, đội bóng của Quang Hải đã leo lên vị trí thứ 13, vị trí cao nhất của họ từ đầu mùa. Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của Paul, bởi lúc này họ mới chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 2 điểm. Vòng sau, Paul sẽ có thêm cơ hội bứt phá khi đối thủ của họ là Nîmes, đội bóng đứng thứ 3 từ dưới lên. Nîmes mới thắng 1 nhưng thua tới 6 trong 7 trận gần nhất. Trong 5 trận gần nhất, câu lạc bộ Paul giành chiến thắng 3, 1 trận hòa và 1 trận thua. Phong độ của đoàn quân huấn luyện viên Tite Charlot thuộc nhóm tốt nhất League 2 ở thời điểm này. Họ chỉ kém nhóm dẫn đầu như Le Havre 3 thắng 2 hòa, Bordeaux 4 thắng 1 thua. Thành tích tốt trong 5 trận vừa qua giúp câu lạc bộ Paul có được 14 điểm sau 12 trận, vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ hơn đội đứng thứ 18 Nîmes 3 điểm. Khởi đầu cho chuỗi trận ấn tượng này là chiến thắng 1-0 trước Stade Lavar nhờ pha lập công duy nhất của Mon Balsamina. Trong trận đấu này, Quang Hải không được ra sân phút nào. Tiếp đó, Paul giành 3 điểm trước Valenciennes. Một lần nữa, Balsamina sắm vai người hùng khi ghi bàn duy nhất từ đường kiến tạo của Edi Sivici. Quang Hải vào sân thay Balsamina ở phút thứ 80 và không để lại dấu ấn nào. Anh thực hiện 2 đường chuyền cùng một số nỗ lực phòng ngự giúp đồng đội bảo toàn tỷ số. Đến trận thua mét 0-1, Quang Hải không được ra sân. Sau đó, anh trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam và chơi khá tốt trong cuộc đối đầu Ấn Độ ở giải giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ nguồn cảm hứng từ tuyển Việt Nam, Quang Hải lấy được sự tự tin. Anh được huấn luyện viên Charlotte tung vào sân ở phút thứ 78 để thay Ibobba, người ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Paul trong trận gặp Rhodes. Khi Quang Hải vào sân, câu lạc bộ Paul đang bị dẫn trước 1-2. Anh được huấn luyện viên Charlotte xếp chơi ở vị trí hộ công sau lưng tiền đạo Myron Jagger. Quang Hải thường xuyên di chuyển gần và sẵn sàng xâm nhập vùng cấm. Cách chơi này mang lại hiệu quả. Phút thứ 86, Quang Hải di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự Rhodes để nhận đường truyền của Xavier Quasi. Anh khống chế gọn gàng rồi cứ lòng hiểm hóc, cân bằng tỷ số 2 đều cho Paul. Trong tình huống này, Quang Hải gây ấn tượng với khả năng quan sát nhạy bén. Anh liên tục nhìn về phía một cầu thủ Rhodes đang nằm trên sân để có thể phá bẫy việt vị khôn ngoan khi bàn trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Hàng thủ Rhodes đã dâng cao chủ động nhưng họ không lường được trước việc đồng đội mình vẫn đang ở một vị trí thấp. Đó là lý do họ phản ứng mạnh với trọng tài. Thậm chí bên ngoài đường biên, trợ lý của huấn luyện viên trưởng Jordan Paredes đã phải nhận thẻ đỏ. Đến trận thắng 2-0 trước Annecy, Quang Hải vào sân thay Sevici ở phút thứ 82. Tình huống đáng chú ý nhất của tiền vệ này diễn ra ở phút 90+1. Khi đó, Quang Hải nhận bóng từ đồng đội, ngoặt bóng về sau để chuẩn bị chuyển ra biên. Đồng đội của Quang Hải có thể nhận bóng ở vị trí rất thoáng bởi nhiều cầu thủ Annecy đã dâng cao tấn công và chưa kịp lùi về. Tuy nhiên, trọng tài đã vô tình chặn đường chuyền của Quang Hải trong lúc lùi về, khiến Paul mất quyền kiểm soát bóng. Thậm chí họ còn phải chịu một pha phản công nguy hiểm. Nhìn chung, Quang Hải chưa có quá nhiều đóng góp trong chuỗi trận ấn tượng của Paul. Điều đáng khích lệ đối với tiền vệ này là huấn luyện viên Charlotte và các đồng đội đều tin tưởng anh có thể thi đấu nhiều hơn trong tương lai. Việc cần làm của Quang Hải giờ là tiếp tục tập luyện chăm chỉ, chờ đợi và tận dụng cơ hội dành cho mình. Từ đầu mùa, Quang Hải đã ra sân 9 trận, trong đó có 2 lần đá chính. Anh chơi 240 phút, ghi 1 bàn. Quang Hải là một trong 6 cầu thủ của Paul đã lập công từ đầu mùa. Ở trận đấu này, Quang Hải tiếp tục được huấn luyện viên Charlotte sử dụng sau bàn thắng đáng nhớ vào lưới Rhodes vòng trước. Tuy nhiên, tân binh người Việt Nam chỉ được tung vào sân ở những phút cuối, khi thế trận đã an bài và với thắng lợi nằm chắc trong tay Paul FC. Điều này phần nào khiến Quang Hải phải nhận thống kê đáng buồn tại League 2. Theo trang SofaScore, tiền vệ sinh năm 1997 được chấm 6,4 điểm, thấp nhất từ trước tới nay. Quang Hải có thời lượng thi đấu chính thức ít nhất 8 phút không kể bù giờ trong 9 lần ra sân cho Paul FC, chỉ chạm bóng 5 lần, tung ra 3 đường truyền với chỉ 1 đi chính xác, đạt tỷ lệ 33%, nhưng để mất bóng tới 4 lần. Dẫu vậy, việc được vào sân thi đấu vẫn là điểm tích cực của Quang Hải ở màn đọ sức này. Lối chơi của Paul FC đang vận hành tốt với sơ đồ 5-3-2 và bộ khung ổn định. Giới chuyên môn cho rằng rất khó để huấn luyện viên Charlotte thay đổi vào lúc này. Quang Hải nhiều khả năng chỉ cạnh tranh suất vào chơi từ ghế dự bị. Trong thời gian tới, Quang Hải hứa hẹn sẽ được huấn luyện viên Paul FC sử dụng nhiều hơn, nhất là sau khi ghi điểm bằng pha lập công vào lưới Rhodes. Cầu thủ 25 tuổi luôn cho thấy sự nỗ lực trong tập luyện và thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như tại Pháp.
sau khi Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên cho Pau FC, huấn luyện viên Chói Lọt đã dành nhiều lời khen cho Quang Hải. Chiến lược gia người Pháp cũng hé lộ khả năng nhà tiền vệ sinh năm 1997 trở về đội tuyển Việt Nam tham dự Á Cup năm 2022 vào cuối năm.